Hôm nay lớp Y46 của bạn Băng Trâm bắt đầu buổi học đầu tiên về Organization and General Plan of the Body. Đây là một cái chương rất là quan trọng. Khi các bạn vượt qua được chương này, các bạn sẽ nắm được rất là nhiều cái thuật ngữ liên quan tới cái sự phân chia các cái phần của cơ thể, các cái vùng của cơ thể, từng cơ quan trong đó, cũng như là biết cái nguyên lý hoạt động của MSCT, nguyên lý hoạt động của MRI và nguyên lý hoạt động của PET scan. Nó chỉ là một cái chương nhập môn thôi, nhưng mà các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy có cái phần related clinical terminology, có nghĩa là rất là quan trọng. Mặc dù các bạn mới là sinh viên năm thứ nhất, nhưng người ta đã dạy các bạn làm quen với lại cái MSCT, với lại diagnosis, với disease, với lại magnetic resonance imaging, với lại PET scan. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhập môn vào cái từ đầu tiên, đó là từ anatomy. Anatomy thì tiếng Hy Lạp, ana có nghĩa là chia nhỏ ra, tom có nghĩa là cắt, và wai có nghĩa là ngành học. Anatomy là cái ngành học mà cắt cơ thể ra thành từng miếng nhỏ để mà chúng ta có thể học được. Người ta gọi nó là bộ môn giải phẫu học. Body cavity, cơ thể của con người thì được chia thành các cái cavity. Tuy nhiên đối với Y1 thì đầu tiên người ta sẽ lấy cái cột sống làm chuẩn, và những cái cơ quan nào mà nằm phía trước cột sống á, thì người ta gọi các cơ quan đó là anterior cavity. Còn những cái cơ quan nào mà nằm trong cột sống và sau cột sống thì người ta gọi cái cơ quan đó là posterior cavity. Thì trong các cavity như vậy, các bạn sẽ thấy có lồng ngực nè, có ổ bụng nè, có tiểu khung nè. Thì những cái đó đều chia thành các cái cavity nằm ở cái phần trước của cơ thể. Còn hộp sọ, tủy sống thì đó là những cái cavity nằm ở cái phần posterior of the body. Về tế bào thì chúng ta biết được rằng cơ thể con người có 75.000 tỷ tế bào. Trong đó não của chúng ta thì khoảng 14 tỷ tế bào. Còn hồng cầu thì tùy, nếu các bạn nặng 100 kg thì các bạn sẽ có 8 lít máu, và mỗi lít máu có 5 triệu hồng cầu thì các bạn sẽ có khoảng 40 tỷ hồng cầu. Rồi chúng ta đi tiếp tới từ homeostasis, có nghĩa là cân bằng nội môi. Cân bằng nội môi có nghĩa là dù ngoài trời rất lạnh thì trong cơ thể của chúng ta cũng ổn định, dù ngoài trời rất nóng thì trong cơ thể của chúng ta cũng ổn định. Ta gọi cái đó là homeostasis.